Khách My chào mừng quý vị đến với chương trình Chuyện cùng Nguyện Ước. Hôm nay, Khách My muốn chia sẻ với quý vị câu chuyện về cô Trần Ngọc Huệ, 62 tuổi, ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Khi còn trẻ, cô Huệ đã mắc nhiều chứng bệnh như cao huyết áp, đau nửa đầu. Đến cuối năm 2018, cô bỗng dưng bị sụt cân, đi lại khó khăn. Đi khám và xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm khớp, viêm gan. Sau đó cô đã điều trị tại các bệnh viện từ Cần Thơ đến Sài Gòn, nhưng đều không chuyển biến. Chỉ đến khi được người cháu giới thiệu môn Pháp Luân Công và bắt đầu tập vài tháng đến gần một năm, các chứng bệnh của cô mới bắt đầu thuyên giảm. Cô đi lại dễ dàng và chủ động tự làm được nhiều việc nhà và vườn tược. Không chỉ vậy, tâm tính cô Huệ cũng thay đổi tốt hơn, khiến con gái cô là bác sĩ cũng bị thuyết phục để cùng theo học. Xin mời quý khán thính giả cùng nghe chia sẻ của cô Huệ. Xin chào mọi người, tôi tên là Trần Ngọc Huệ, năm nay tôi 62 tuổi. Trước đây tôi là giảng viên trường cao đẳng ở Cần Thơ và hiện nay tôi đã về hưu. Tôi ở tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Cuối năm 2018, tự nhiên cân nặng thì nó sụt xuống rất là nhiều. Từ 53kg mà tôi sụt còn có 46kg thôi. Và đồng thời đi lại rất là khó khăn. Các cái khớp thì nó đau, đứng lên ngồi xuống cũng rất là khó. Thì tôi đi khám ở nhiều bệnh viện và đi xét nghiệm thì cuối cùng người ta kết luận viêm khớp. Nhưng mà trị khớp chưa hết thì nó lại kéo theo là ăn uống không được và đi xét nghiệm lại thấy là bị bệnh gan, bị viêm gan tự miễn. Và như thế là tôi cứ tiếp tục tôi điều trị vừa bệnh khớp rồi vừa bệnh gan. Điều trị một thời gian khoảng vài tháng thấy nó cũng không có chuyển biến gì nhiều. Ngoài hai cái chứng bệnh tôi vừa kể thì trước đây từ lúc còn trẻ là tôi đã bị bệnh cao huyết áp là một, cái thứ hai nữa là bệnh chứng đau nửa đầu. Cái này nó kéo dài từ lúc tôi còn trẻ mà liên tục cho tới về sau này thì hầu như là thuốc huyết áp thì cứ phải uống mỗi ngày. Và cái chứng nhức đầu thì khi mà bị chứng nhức đầu nó nổi lên một tháng mấy lần á thì cứ phải uống thuốc an thần, uống rất là nhiều an thần thì mới ngủ được. Trong suốt thời gian bị bệnh đó thì tôi cũng đi khắp nơi để chữa trị. Đi các bệnh viện nè, từ thành phố Cần Thơ rồi lên Sài Gòn, rồi từ thuốc tây cho tới các thực phẩm chức năng, hay là thậm chí là tôi đi chùa để tôi cũng cầu xin, nhưng mà hầu như là bệnh nó cũng thuyên giảm rất là ít. Vào năm 2019 thì cháu của tôi đến thăm và nó có giới thiệu với tôi, nó nói: Mợ ơi, có một cái phương pháp này, con từ khi tập luyện đến giờ là con hết, con không có còn phải đi bệnh viện nữa, con khỏe hẳn ra. Thế là đó là môn Pháp Luân Công. Sau thời gian tập luyện gần một năm thì tôi thấy cơ thể tôi nó thay đổi hẳn. Từ cái chỗ mà đi lại khó khăn, bây giờ tôi đi lại rất là dễ dàng luôn. Thậm chí cả chạy xe tôi cũng chạy xe được. Trước đây thì không hề nghĩ là mình có thể chạy được xe. Mình có thể chủ động mình làm mọi việc trong nhà hay là cả vườn tược thì tôi cũng có thể làm được. Như vậy thì tôi rất là mừng rồi. Rồi thêm nữa là cái chứng bệnh từ xưa đó, nhức đầu nè, rồi huyết áp, lâu nay thấy không có nữa, hay là lâu lâu thì có thể nó đảo lại một chút thôi. Đó là một cái kết quả tôi thấy rất là kỳ diệu luôn. Lâu nay thì tôi không nhức đầu rồi cũng không lên huyết áp thì đâu có uống thuốc làm gì. Ở trong gia đình của tôi thì có con gái của tôi, nó là bác sĩ. Thì nó thấy là trong thời gian tôi bệnh thì mọi thứ đều là một tay nó chăm sóc không à. Từ chuyện cơm nước nè, di chuyển đi lại hay là tắm rửa hoặc là giặt giũ, nói chung mọi cái sinh hoạt cá nhân thì đều phải có sự giúp đỡ của con gái. Nhưng mà bây giờ thì nó thấy tôi chuyển biến quá nhiều rồi. Tự lực được mọi công việc nè, vườn tược hay là cơm nước, chăm sóc cháu rồi tôi cũng có thể là làm được, nên là nó phấn khởi lắm và nó đã bước vào tìm hiểu và đã bước vào tu luyện. Tôi thấy
thấy tập luyện pháp luân công này cũng rất là đơn giản, dễ làm. Nó gồm có hai phần, là một phần thứ nhất là đọc sách và phần thứ hai là luyện tập động tác. Nội dung trong cuốn sách là giúp cho mình biết phân biệt được đúng sai để mình học tập theo và để trở thành người tốt hơn. Luyện tập các động tác á, gọi là luyện công, thì giúp cho mình nâng cao sức khỏe. Công việc hàng ngày của tôi là sáng sớm dậy sớm luyện công. Luyện công xong thì có thể là chuẩn bị cơm nước để cho con cháu ăn uống, rồi cả gia đình ăn rồi đi học. Rồi cháu đi học, con thì đi làm. Sau đó thì tôi lại bước vào chuyện là vườn tược, chăm sóc vườn tược cây cối. Rồi rảnh thời gian bất cứ lúc nào thì cũng có thể là học pháp. Tôi thấy là việc tu luyện này nó đơn giản lắm, rất là dễ trong cái đời thường á. Mình vừa làm những cái công việc đời thường rồi vừa tu luyện mà lại nâng cao sức khỏe thì tôi thấy nó quá thuận lợi. Và tôi cũng mong rằng mọi người cùng tìm hiểu về cái môn pháp luân công, và cũng đừng vì những cái mà những cái vu khống hay là những cái hiểu nhầm về môn pháp luân công mà bỏ mất cái cơ duyên. Cuối lời thì tôi muốn gửi đến mọi người lời chúc sức khỏe, bình an và có cuộc sống hạnh phúc. Kính thưa quý vị, cô Huệ từ một người ốm yếu, đi lại khó khăn, phải dựa nhiều vào con gái chăm sóc, thì nhờ tu luyện pháp luân công, cô Huệ đã thu nhận được lợi ích to lớn về sức khỏe, có thể chăm sóc, hỗ trợ thêm con cháu. Hơn nữa, nhờ đọc sách, tu dưỡng tâm tính mỗi ngày, cô đã trở thành một người tốt hơn, thật sự tìm thấy cho mình sự bình an và hạnh phúc. Quý vị quan tâm có thể chia sẻ với cô Huệ qua số điện thoại 0918294834. Chúng tôi có để lại số điện thoại tại phần giới thiệu nội dung và bình luận phía dưới của video. Chương trình Chuyện Cùng Nguyện Ước xin dừng lại tại đây. Quý khán thính giả quan tâm chương trình xin hãy để lại bình luận bên dưới phần lời bình, like, share và đăng ký kênh để nhận được thông báo cho các số ra tiếp theo. Kính chúc quý vị một buổi tối thật bình an.